Nội dung của bài tập số 1 như sau. Tổng kết học kỳ 1, học sinh lớp 4A đều được xếp học lực khá và giỏi. Trong đó có 21 bạn xếp loại giỏi và 18 bạn xếp loại khá. Cô giáo mua 200 quyển vở để làm phần thưởng và được phân chia đều cho mỗi loại khá và giỏi. Hỏi 200 quyển vở có vừa đủ để thưởng cho các học sinh trong lớp không? Tại sao? Các con nghe lại một lần nữa nhé. Tổng kết học kỳ 1, học sinh lớp 4A đều được xếp học lực khá và giỏi. Trong đó có 21 bạn xếp loại giỏi và 18 bạn xếp loại khá. Cô giáo mua 200 quyển vở để làm phần thưởng và được phân đều mỗi loại khá và giỏi. Hỏi 200 quyển vở có vừa đủ để thưởng cho các bạn học sinh trong lớp không? Tại sao? Các con đã suy luận ra chưa? Với 200 quyển vở thì theo các con có đủ thưởng không? Nếu là học sinh giỏi thì phải thưởng như nhau. Giả dụ, ví dụ như là mỗi học sinh giỏi được thưởng 5 quyển thì tất cả 21 học sinh giỏi cũng được thưởng 5 quyển. Mỗi học sinh khá được thưởng 2 quyển thì tất cả 18 học sinh khá mỗi em cũng phải được thưởng 12 quyển vở, tức là số vở được phân đều cho mỗi loại khá giỏi. Và bây giờ thì cô giáo mua về 200 quyển có đủ chia không? Và có đảm bảo là thưởng đủ cho 21 em học sinh giỏi và 18 học sinh khá không? Đây là một câu hỏi và rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, không biết làm thế nào cả. Có đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình làm thế nào? Đây là một bài toán suy luận khá đơn giản các con ạ.